Hello hello, xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá siêu rẻ, chỉ giao bán với giá là 3.670.000.000 đồng. Nhà mình với diện tích ngang 4, dài 13m và được xây dựng với kết cấu là 1 trệt 1 lầu đúc thật. Và căn nhà mình đã được nằm trong một con hẻm một trục thuộc đường Phan Rí thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Con hẻm có độ rộng lên tới 5m để hẻm xe hơi và cách đường Phan Rí khoảng tầm 100m đi bộ nha. Hẻm nhựa, khu nhà lầu đồng bộ hiện hữu và chúng ta cùng sang thăm khu vực con nhà nha. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà ngang 4 dài 13m được xây dựng một trệt một lầu đúc thật. Nhà mình giao bán với giá rất mềm mại thôi, chỉ có 3.670.000.000 đồng. Đây là mặt tiền, cực đẹp luôn, nhà mới xây xong. Ngang 4 dài 13, thiết kế theo phong cách hiện đại. Sẽ có một lớp cửa cổng bằng sắt phía ngoài. Và nhà mình xây dựng hết đất nha. Đây là khu vực phòng khách, cũng có thể đậu xe hơi trong nhà được. Nó dài khoảng tầm 6m, được ốp gạch bóng kính gạch 60. Hai bên tường thì được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m2. Trên sẽ là đèn chùm, ánh sáng cực kỳ đẹp và lung linh. Nhà này được tặng nội thất lên tới 100.000.000 đồng. Có sofa, bên trong có bàn ăn, bộ tủ bếp. Và trên thì có giường, nệm và tủ luôn. Một căn nhà rất đẹp, hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy ở Đông Tứ Trạch. Và giá tiền đang được giao bán cực rẻ thôi, chỉ 3.670.000.000 đồng nha. Đây, sẽ có một bộ sofa. Nhà vừa mới được xây xong, cực kỳ mới và chắc chắn. Phía trong này thì sẽ có giấy dán tường, bức tranh đối diện với cầu thang. Và cầu thang nhà mình sẽ được ốp đá hoa cương, trụ gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly. Phía dưới trần cầu thang sẽ được bố trí một khoảng tiểu cảnh. Một căn nhà đẹp, giá cực rẻ luôn, ngang 4m, rộng rãi. Và bây giờ thì chúng ta kiếm một căn nhà khoảng tầm 3 tỷ mấy mà có diện tích như vậy thì rất khó nha. Hẻm rộng nữa, hẻm xe hơi. Tặng một bộ bàn ăn 4 ghế này. Chúng ta sẽ được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m rưỡi. Có trang trí đèn, có trang trí đồng hồ và tranh treo tường. Trên thì có trần thạch cao. Bộ tủ bếp bằng gỗ sồi, vừa phải nhà mình nấu ăn ở đây. Có khoảng để tủ lạnh này. Nhà rất là lung linh, thiết kế cực đẹp và xinh xắn nha. Giá tiền cũng rất mềm. Nhà này thì có 2 phòng ngủ, 2 toilet. Đây là toilet dưới tầng trệt. Và chúng ta cùng xem lại khu vực phòng khách. Dài 6m, có thể đậu xe hơi trong nhà được. Có sẵn hệ thống camera an ninh rồi này. Rất lung linh. Rồi chúng ta cùng Bá Hưng tiến lên khu vực lầu 1, 2 phòng ngủ phía trên. Đây có để tranh này. Có kính. Nhà rất chắc chắn luôn đấy, phù hợp với cặp vợ chồng mới cưới hoặc là một gia đình có tầm 3-4 người. Ngang 4 dài 13. Cứ vào sẽ là cửa sắt và sàn gạch ở đây thì sẽ là gạch bóng kính gạch 60. Có tặng giường nệm, tủ quần áo. Phòng rất rộng nha, làm phong trí Hàn Quốc luôn này. Cực kỳ đẹp luôn đấy mọi người, hướng nhà là hướng nam. Giá chỉ có 3.670.000 thôi. Cửa sắt ra ban công, ban công 1m2 để chúng ta phơi đồ. Và cũng có cửa sổ, rèm cửa đầy đủ nha. Nhà mình thì chúng ta về chỉ việc xách vali về ở và sắm thêm vài cái máy lạnh thôi. Đấy, rất đẹp luôn. Anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ về tới bên Nhà đất Bá Hưng để được đi xem và sở hữu căn nhà này nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những căn nhà mới tại địa bàn 3 quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và anh chị nào liên hệ tới bên Hưng sẽ có một giá tốt, sẽ rẻ hơn các bên khác khoảng tầm từ 100 đến 150 triệu đồng. Với đội ngũ đông đảo, tư vấn nhiệt tình, tận tâm, bên Hưng cam kết bán những căn nhà sổ hồng riêng, chính chủ gửi bán. Và giá thì thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Phòng ngủ số 2 cũng có giường nệm luôn nha.
Nhà rất đẹp luôn nha mọi người. Full nội thất 100 triệu. Và cũng có một toilet ở giữa hai phòng này. Đầy đủ thiết bị bồn cầu, bồn rửa tay, gương soi, vòi tắm hoa sen. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ tới Hưng. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.